Hiện nay, một số điện thoại chỉ được phép đăng ký một tài khoản định danh điện tử. Vậy trong trường hợp người dùng bị mất số điện thoại cũ, thay đổi nhà mạng hoặc muốn đổi số điện thoại mới thì phải làm như thế nào? Công dân có thể đổi số điện thoại trên VNEID bằng hai cách sau. Cách 1, đến trực tiếp cơ quan công an tại địa phương. Tuy cách thức này mất khá nhiều thời gian nhưng có tính chính xác cao và bảo mật an toàn cho thông tin của bạn. Khi đến cơ quan công an, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách lập danh sách thông tin cần thiết và các bước sau đó để gửi yêu cầu đến Bộ Công an. Cách 2, công dân gọi vào số tổng đài VNEID của Bộ Công an là 1900-0368. Cách thức này nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều, gồm các bước thực hiện như sau. Bước 1, để nhận hỗ trợ về việc thay đổi thông tin số điện thoại, đầu tiên cần bấm gọi đến số đường dây nóng 1900-0368. Bước 2, chờ cuộc gọi được kết nối, sau đó sử dụng bàn phím điện thoại và nhấn chọn phím 4. Lúc này bạn sẽ được kết nối với một nhân viên tổng đài hỗ trợ bạn thay đổi số điện thoại. Bước 3, để xác minh rằng tài khoản VNEID mà bạn muốn đổi thông tin số điện thoại là của bạn, nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu bạn trả lời một số thông tin cá nhân. Đó có thể là thông tin về lý lịch hoặc nơi cư trú. Tiếp đến, bạn cung cấp số điện thoại mới mà bạn muốn liên kết với tài khoản VNEID. Bước 4. Bộ Công an sẽ nhắn tin đến số điện thoại mới mà bạn đăng ký. Lúc này bạn sẽ mở ứng dụng VNEID để kích hoạt lại tài khoản định danh điện tử với số điện thoại mới. Quá trình thay đổi số điện thoại qua đường dây nóng của Bộ Công an có thể mất từ 7 đến 10 ngày. Cần lưu ý rằng số điện thoại mới mà bạn muốn đổi vẫn đang hoạt động và bạn có thể truy cập vào nó. Đồng thời, chỉ nên thay đổi số điện thoại tài khoản định danh điện tử trong trường hợp thực sự cần thiết. Và trên đây là các bước để đổi số điện thoại VNEID vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới nha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.